Vâng, em chào tất cả các bác nha. Đây là hàng về trong sáng nay, ngày mai sẽ tiếp tục hàng về với những con ly. Thì loa này đã về đủ rồi. Thì sau đây em giới thiệu để báo cho các bác. Sáng nay hàng về vô đây mà video trước em đã khui cho các bác đấy. Thì chính là 7XR nguyên thùng xốp này. Và đây là cặp loa rất là khủng của Pioneer. Pioneer S1000 T-Win A nha các bác, là model lớn nhất của dòng S1000 T-Win. Em này thì dòng loa cây rất là to cao. Giá nó là 29 triệu nha, đã bao gồm phí ship nha các bác. Loa rất là đẹp, có thấy vân giả đá trên phía trên, đặc trưng của dòng T-Win A nha. 29 triệu nha. Và đây là con 35 Eri, con Sansui X97XR, hàng nguyên thùng xốp nha các bác. Con này thì giá là 23 triệu nha các bác, 23 triệu. Em cũng không rõ, để có gì em coi lại sổ, cái đây em chưa coi biết được nha. Nó phải trên 20 triệu rồi. Còn đây là con Boss 1800 seri 5 nha các bác, dòng Pro này. Con này giá 16 triệu 500 ngàn, Boss 1800. Đây là cặp loa AR3A, giá là 27 triệu 500 ngàn, rất là đẹp nha. Giá cả em cũng cân đối cho các bác luôn. Và có về thêm một cặp 4312 Custom Monitor này. 412 Custom Monitor giá 20 triệu rưỡi này. Hai cặp 4312 MK2 này, rất là đẹp. Và đây về thêm cặp thứ ba, đây là cặp JB S101 nha các bác, dòng kỷ niệm 50 năm của hãng này. Thêm một cặp là trong năm nay là cặp thứ ba nha các bác. Giá là 40. Cặp đã L100 Canary thẳng hàng, giá là 36 triệu 500 ngàn. Đây, rất là đẹp nha các bác. Em về cặp nào thì lên đường cặp nấy rồi. Hiện tại chỉ còn một cặp thẳng hàng là cặp này thôi nha. Đây là con súp này. Đây là những cặp bộ dây quang Audio Quest này. Dòng dây bãi về được hai mấy bộ nha các bác. Đây là thì dòng cao cấp của Audio Quest nên giá nó cao. Hình giá 1 triệu hay là 1 triệu 1 nghìn nha các bác. Còn đây là cái súp Rebeller. Rất là to, con này giá 16 triệu, nặng lắm. Dòng khủng long hàng hiếm nha các bác. Không phải ai cũng có những cặp súp này đâu. Bắt ba máy luôn rồi chứ, hai lỗ thông hơi phía trước nha các bác, nặng cực kỳ và có thiết kế rất là đẹp. Đây là một con súp lần đầu tiên cập bến ở tại shop em hoạt động nha. Đấy, cái này để qua đi. Ở đây là con QS10 25 mã nha, cực đẹp nha các bác, vòng khè luôn, giá nó cũng hầm mấy triệu, em chưa có xem sổ em chưa biết được. Còn 97 NRA nữa nha các bác. Về thêm một có một con 97 NRA này là sưu tầm cho các bác nha. Rồi em chuyển dừng video thì cũng thông báo cho các bác là những sản phẩm như thế. Về một số lọc nguồn TD phiên bản 2000 nha các bác. Tí em có làm video share cho các bác nha. Và mọi chi tiết các bác cứ liên hệ trong hai số điện thoại này nha. Sang đây về nha.